Bản tin COVID-19 tối ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 70 ca COVID-19. Trong ngày 21 tháng 6 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận số ca COVID-19 kỷ lục là 166 bệnh nhân COVID-19 đã được Bộ Y tế công bố. Đến nay, thành phố đã ghi nhận tổng cộng 2.099 bệnh nhân COVID-19 kể từ đầu dịch. 70 ca COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố tối 21 tháng 6 là các ca bệnh từ bệnh nhân 13.414 đến 13.483. Sáng 21 tháng 6, Bộ Y tế cũng đã công bố 33 ca COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh là các ca bệnh từ 13.224 đến 13.256. Trưa cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố 63 ca COVID-19 là các ca bệnh gồm bệnh nhân 13.282 đến 13.285 và từ 13.290 đến 13.348. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, 166 ca COVID-19 mới tại Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố vào ngày 21 tháng 6, gồm 165 trường hợp là các tiếp xúc của bệnh nhân được công bố từ trước và đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa. Cụ thể, liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng 34 ca, chuỗi chung cư Y23 11 ca, chuỗi liên quan chung cư Phú Thọ ở quận 11 9 ca, chuỗi liên quan công ty Trung Sơn ở quận Bình Tân 15 ca, chuỗi liên quan công ty Minh Thông ở Hóc Môn 21 ca, chuỗi liên quan ấp Tân Thới 3 Hóc Môn 6 ca, chuỗi liên quan H5 Mobile 12 ca, chuỗi liên quan công ty Kim Minh quận 5 4 ca, chuỗi liên quan chợ khu phố 2 phường An Lạc quận Bình Tân 1 ca, chuỗi liên quan nhà trọ trên đường Phạm Văn Chiêu 3 ca, chuỗi xưởng cơ khí ở Hóc Môn 1 ca, chuỗi liên quan chợ đầu mối ở Hóc Môn 8 ca, liên quan chuỗi nhiễm trên đường Phan Văn Trị 1 ca, liên quan bệnh nhân 9.487 1 ca, liên quan bệnh nhân 10.371 4 ca, liên quan bệnh nhân 12.337 3 ca, liên quan bệnh nhân 12.559 11 ca, liên quan bệnh nhân 10.118 2 ca, liên quan bệnh nhân 12.565 7 ca, liên quan bệnh nhân 12.934 3 ca, liên quan bệnh nhân 12.561 2 ca, liên quan bệnh nhân 13.156 1 ca, liên quan bệnh nhân 13.164 1 ca, liên quan bệnh nhân 9.962 1 ca, liên quan bệnh nhân 12.567 2 ca, liên quan bệnh nhân 10.525 3 ca. Về một trường hợp cư trú tại huyện Bình Chánh được phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tính đến 17 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2021, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 469 điểm phong tỏa. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.